Ok anh em, thì bây giờ thứ hai này á, là mình dành cho những anh em làm Android và anh em nào có vốn nhỏ để kiếm thêm một số vốn nữa để chúng ta đầu tư vào thị trường. Đấy, thì Android là cái phần phụ họa cho sinh động cho cái thị trường crypto của chúng ta thôi. Nó chứ không phải là nó là cái công là cái cách kiếm tiền chính trong thị trường này. Cái cách kiếm tiền chính trong thị trường này là đầu tư. Đó, vì thị trường này là đầu tư thiên hướng về đầu tư mà. Đó, anh em phải hiểu được cái yếu tố đó. Cái yếu tố mà cái Android á, nó dùng làm để làm gì? Nó dùng để cho dự án nó phát triển mạnh hơn thôi. Đó. Và cái phần thưởng đó là giúp cho những người mà có công lan tỏa dự án á, thì họ sẽ thưởng thưởng cái phần đó cho những người đó. Còn anh em mà mới nhảy vào cái thị trường, anh em mới làm có được có một vài tuần, một vài tháng, anh em chưa biết gì hết, anh em đã nản rồi, thì cũng giống mình thôi, giống mình mấy tháng trước đầu năm thôi. Khi mà mình mới nhảy vào Android á, thì mình cũng chạy da bầm thịt hết. Mình đâu có biết tiếng Anh đâu, mình lên cái bot, mình chat bot, mình copy từng cái mục một ra Google mình dịch mà mình cũng làm sai anh em, không phải là không làm sai, copy ra xong rồi mình cũng làm sai rồi mình cũng không nhận được phần thưởng, mình cũng nản rồi mình cũng có suy nghĩ là bỏ việc, có suy nghĩ là bỏ giữa chừng. Nhưng không, vài ngày sau mình lại đi tìm tìm tòi lại anh em, vài ngày sau mình lại tìm tòi, mình nhảy lên Facebook này, quanh mình nhảy lên YouTube này, mình đi tìm những cái group, những cái kênh lớn á, về làm Android á, mình học hỏi. À, tại sao họ làm cái Aros họ có hiệu quả đó, thì bắt đầu mình đi tìm những cái nguồn đó, mình học hỏi và đi có làm theo những cái dự án đó luôn nha. Nói chung là học là phải đi đôi với lại thực hành đó, là mình phải anh em họ có giới thiệu cái gì á, thì mình cũng phải làm theo. Thứ nhất là trăm hay không bằng là trăm hay không bằng là quen việc, mà anh em có quen việc anh em mới có kết quả chứ, nói làm hay mấy mà không có kết quả cũng như không, đúng không? Ừ. Thì cái thu nhập Android của mình á, hiện tại nói chung là nhiều thì không nhiều nhưng mà đủ để đầu tư vào thị trường. Ừ. Có thể là một dự án mình cần dao động là từ 10 đô đến 50 đô là bình thường anh em, nếu như mà nó không gì cam, nhưng mà nó sẽ cam rất là nhiều, không phải là không sẽ cam, có sẽ cam nha anh em. Đó. Mình cũng bị nói chung mình làm 100 dự án thì mình ăn chỉ có được 10 đến 20 dự án thôi. May mắn lắm là rơi được vào một cái dự án nào mà nó 500 đô thôi, 500 đô đến 200 đô, 200 đô là mừng hú hồn rồi anh em, 200 đô là mừng hú hồn rồi. Android mà làm được 200 đô là ghê, gớm, ông là chùm chùm làm được cái Android 200 đô, chắc cũng không có dễ dàng vậy đâu anh em, lâu lâu mới trúng được cái kèo 200 đô đến 500 đô thôi. Còn đa số là 10 đô là quẹt 10 đô, 5, 10 đô, 15 đô, 20 đô là những cái dự án nó thưởng cho mình thôi. Thì mình cũng tham gia rất chi là nhiều cái Amrock. Thì anh em mới, anh em cũng phải hiểu được những yếu tố đó. Amrock nó có thể trả thưởng cho mình hoặc là không, có thể không trả thưởng. Đó. Nếu như mà dự án nó trả thưởng cho mình đó, là những dự án nó uy tín, nó có quỹ đầu tư và có đội ngũ phát triển mạnh, họ mới làm ra cái Android và họ muốn đóng góp vào cái cộng đồng và giúp cái cộng đồng nó phát triển, nhờ cái cộng đồng phát triển dự án cho nó thì cái đồng coin nó mới uy tín. Còn những cái đồng như là Mimicoin hoặc là những đồng shitcoin á, shitcoin mà scam á, ok là thì làm gì mà nó có giá trị, nó đâu có quỹ đầu tư đâu mà nó có giá trị anh em đó. Thì anh em làm được thì nó cũng một số thì nó cũng trả thông kênh về, nhưng mà nó đâu có vốn hóa, nó đâu có vốn hóa rồi nè, nó đâu có thanh khoản đâu mà bán được đó. Hoặc là nó khóa sale luôn, nó khóa sale nó không cho mình bán luôn đó. Cay nhất là nó trả về mà nó khóa sale, trả về mà thấy 300-400 đô đó mà không bán được, nó cay cay cực luôn anh em. Thì mình cũng trải qua nhiều cái giai đoạn rồi, cũng thăng trầm lên xuống nhiều rồi, nên là mình cũng hiểu được cái thị trường nó như thế nào. Thì anh em mới tham gia anh em cũng đừng có nản,
anh em cứ làm đi, cứ trải nghiệm đi, cứ xem như 1 2 3 tháng đi, anh em đang đi học việc thì mình là người cầm kim chỉ mực cho anh em, chỉ từng cây kim đến cũng chỉ cho anh em luôn mà. Đấy, anh em thấy đó, có mình làm như thế nào mình chỉ cho anh em đến đó luôn, chứ đâu mình đâu có giấu anh em đâu, đúng không? Nếu như mà các nhóm có nhóm khác, anh em có thấy nhóm khác ở nhóm nào mà nó hướng dẫn cho anh em mà như mình hướng dẫn không, hướng dẫn từ cái lập YouTube, lập TikTok, hay là lập trang web, tạo trang web để làm dự án cho nó hoàn chỉnh, hay là xa, hay là đi tiện rác như thế nào cho hiệu quả, làm gì ai chỉ cho anh em như vậy, đúng không? Thì những video cũ mình cũng đã làm, những cái video cũ mình không có hướng dẫn lại, nhưng mà những video cũ anh em đã xem rồi đó, mình hướng dẫn anh em đi tiễn rep như thế nào hiệu quả này, hoặc là cũng chia sẻ cho anh em những cái nhóm mà đăng bài này đó, mình chia sẻ hết, mình đâu có giấu anh em đâu, đúng không? Còn anh em nào mà nói chung là cái rốt chỉ dành cho những người mà không có vốn, hoặc là không có công việc ổn định trong thời gian mùa dịch này thôi. Còn anh em là có công việc ổn định rồi thì chúng ta không cần phải tham gia vào group này đó, thì chúng ta chỉ cần hâu coi là được rồi, không cần phải tham gia group, anh em hiểu chứ? Còn mình thì mình tham gia để mình kiếm thêm thôi, với lại mình hướng dẫn cho một số anh em mới không có vốn muốn tham gia vào thị trường. Và chúc cho những anh em nào đang tham gia hãy học hỏi thật nhiều kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, cũng như là cách làm việc để hiệu quả tối đa cái công sức của bản thân. Kiên trì sáng tạo, kiên trì sáng tạo với lại nhẫn nại và học hỏi tạo ra kết quả nha anh em. Anh em phải hiểu được những yếu tố đó. Ok, chúc anh em thành công.